học đời luôn. Và cái này, cái tem đời này chắc có lẽ nó cũng hơi mờ mờ, hơi mờ mờ chút luôn. Con này là đời sâu ích, đời sâu ích nha. Báo cáo anh em là đời sâu ích. Rồi, con này là 60-70 ký. Chốt giùm em con này này, giá chỉ có 600.000 thôi. Má 74, về anh em cút một phát con Saten là rất lụng mới có giá mấy trăm nghìn anh em. Em nghe anh ơi. Mã 26 hả? 26 đang còn đấy nha. Em chốt cho anh nha. Em chốt rồi. Dạ. Ok. Rồi rồi em chốt cho anh. Bóng xôi á. Có gì chút em đang live trực tiếp đó. Anh vào xem live trực tiếp kìa. Dạ. Rồi có gì chút em alo lại anh nhá. Rồi em cảm ơn. Em chào anh. Em xin phép anh em tiếp tục lên con áo lá cây rừng. Cái này gọi là ngụy trang nha em. Dòng đi săn này. Con này mùa đông cực kỳ ấm luôn. Mùa đông, con này mùa đông. Anh em bẩn được hai mặt à ta? Không, chỉ có mặt thôi à. Màu nâu ở trong nhá. Và cái mũ này anh em có thể mở ra được này. Mở ra, cất. Khi nào ấy thì cài lại nha anh em. Đấy. Rồi, tiếp tục ở trên này thì nó... Con này giống nhung. Nó giống cái con áo nhung hôm qua hôm kia. Nhưng mà con này có vẻ nó không mịn bằng. Nó giống nhung á, lá cây rừng nhung á. Cái mặt của nó, cái loại nhung mà nó cùn á, nó mịn. Còn con này kiểu nó không có mịn. Nhưng mà mới và đẹp nha bà con. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn. Con này 93-96%. Em đo vai và chiều dài nha. Vai và dài nha. Vai của nó là 58. Chà bá lửa to. Dài áo là 73. 73 là cao trên 1m7 đúng không em? Cái mũ này tiện lợi là anh em có tuổi á, không sử dụng mũ thì mình mở ra cất được. Xài bằng cái cổ này. Bao ấm. Con này ấm lắm. Ấm lắm anh em ạ. Nè, con này là 80-85 ký, 75-85 ký. 90 thì hơi sợ nó body quá. Rồi, ai ưng con này chốt giùm em. Không phải của Mỹ nha. Em không nói cái này của Mỹ. Nó là hàng của lính thôi. 400.000 mã 73. Tức là ngụy trang thôi. Chứ không biết nước nào. Em không có đọc. Có đọc được đâu mà đọc. Tiếp quần này là cọc. Cọc nha anh em. Con này chất vải kaki. Cọc lửa nè. Con này là bụng 80. Anh em có thể đôn về là 75 được. 75. 6 thứ hộp đều màu và đẹp. Dài quần là 104. Trời ơi, hồi nãy giờ mà bán hàng chắc chết thôi. Nhưng mà cũng mấy. Rồi, từ trên này xuống đều và đẹp nha anh em. Ngay cái đầu gối này em thấy người Mỹ của lính á, em thấy đặc biệt, người ta chỉ quỳ có một chân thôi này. Thông thường nó nằm ở bên này mà thôi, còn bên này có đâu. Không có. Bên này có. Hay là mắt lồi cũng nhìn thấy. Đấy. Đúng không? Thông thường em nhìn thấy là quỳ một chân không à. Người ta quỳ quỳ bắn. Rồi đằng sau này đều và đẹp nhưng em, nhưng mà chỗ này nó bị bạc một chút. Bạc một chút này. Cái chỗ này nó đứt chỉ á. Anh em chần lại giùm em chút xíu nha. Chứ quần này đẹp lắm á. Nói chung nếu mà một con quần như vậy là quá là đều màu á. Rồi ai ưng chốt con này 1.4 triệu mã 72 ạ. 1.400 triệu mã 72. Em xin phép. Alo. Mã bao nhiêu anh? Dạ con anh. Dạ, nhưng mà anh mới mua bên em lần đầu đúng không anh? Mua mấy lần à? Mua Zalo hay số điện thoại? Số điện thoại này á, số này em đã thấy lưu tên đâu. Anh mua. Dạ,
Rồi để chút em tìm địa chỉ của anh nha. Nếu mà anh mới mua lần đầu là em xin cọc 50.000, anh có đồng ý không ạ? À? Rồi, ok. 52. Dạ. Rồi có gì em đăng live trực tiếp, chúc em nhắn tin lại cho anh nha. Dạ, em cảm ơn. Em chào anh ạ. Em sorry, tiếp tục nha anh em. Mất hứng rồi. Tiếp một cái quần này vải cực kỳ 6 thứ hộp. 6 thứ hộp nha, hàng cấp phát của lính Mỹ ạ. Cái bụng của nó căng hết cỡ mới được 80, còn bình thường là 78 là anh em thoải mái nhất. Anh em biết sao, 78 khi mình bận nó thoải mái như vậy này, ăn no một chút nó kịch ra là đẹp. Còn bây giờ mình chơi 80 là ăn no nó ra 82. Con này dài quần 102 ạ. Đấy, ở đây nó bị có ỉm nút nha. Đều và đẹp. Có ỉm nút ạ. 93% anh em. Đều và đẹp nhưng mà ỉm nút một chút. 400.000 mã 71. 400.000 mã 71. Tiếp một cái quần của dây thắt lưng của ASICU anh em ơi. ASICU hàng cấp phát của lính Mỹ nha. Cái chiều này là 3 phân rưỡi, cái bản của nó là 3 phân rưỡi, dài 112 và đầu này bằng kim loại nha anh em, hàng cấp phát của lính Mỹ nha. Chốt cho em 300.000 mã 69. Tiếp em lên một cái dây TB này, không có ai chốt nữa hả? Con này là dây TB này, hàng cấp phát của lính Mỹ nha. Con này là có 2 lỗ thôi ạ. Thông thường hàng xưa nó có 4 lỗ, con này 2 lỗ. Ở đây nó bị ố một chút màu đỏ đỏ nha anh em, ố một chút đỏ đỏ này. Đấy, mà cái này anh nhầm gì, đồ lính thì mấy cái vết dơ gì dính là chuyện bình thường thôi. Con này là size medium đời 74. Đời 74 nó ngang hàng với lại áo M65 đời dây kéo đồng đúng không anh em? Đúng không ạ? Cái thằng này từ đây lên đây nó gấp đôi lại thì anh em có thể đôn về đây cho em 10 phân nhá. Hai bên 10 phân, bây giờ ta đo chiều dài. 10 phân con này là 86 cộng với 20 phân nữa là thành 106. Ok. Ai thích chốt dây TB này giùm em giá là 900.000 mã 68. 900.000 mã 68 và cái thằng này là hàng xưa, nó lại 3 lỗ. Thằng này dây keo đồng, đồng khối nha. Cái thằng này là nói chung là không có cái gì để đọc cho anh em đâu, em bao hàng cấp phát thôi. Màu xanh xanh rêu. Dây TB anh em, dài quần 102, 700.000, mã 67. Anh em thấy nó có hơi nghịch lý không? Hơi nghịch không? À, cái dây này anh em có thể đôn về cho em được 15 phân nữa, tức là mở rộng ra 15 phân nữa. Cái hàng xưa này mới là hàng đắt này. Con này bán cho anh em có 600.000, à 700.000. Cái chỗ này này, cái mép này anh em này nó hơi hà miệng ra to một chút. Anh em bóp vào cho nó ấy một chút nha. Đây. Ok. Nhiều khi như đôi khi á, có nghĩa là người như thời tiết, lúc nắng, lúc mưa, lúc mát, lúc thật. Khi mà anh em cảm thấy cái giá mà mình đánh giá là giá mát thì phải tranh thủ chốt, chốt gấp nhá. Người gọi là tận dụng cơ hội. 700.000 mã 67. Chào anh Trí Nguyễn. Em nhơi một hồi nữa là em nghỉ trưa. Anh em xem like, chịu khó xem like sau thì ứng cái nào alo em ha. Số điện thoại trên màn hình, còn khách mới là em xin cọc 50.000 đó. Nếu đồng ý thì anh em hẳn theo dõi like nha. Rồi tiếp một con Philip của không quân vai 46. Con này chất vải cơ kỳ màu xanh đen. Dài áo là bao nhiêu? 65. 65 nếu mà bận Philip thì cũng cao trên 1m7. Nhưng mà anh em tự tin thì bận ngắn, còn không tự tin bận dài ha. Con này hàng cấp phát 34R. 34R là cao trên 1m7 đó. Con này bận làm áo khoác nhẹ chạy đường nha anh em. Áo thì rất là mới. Đúng là dòng này nó có 2 mùa, mùa đông và mùa hè, nhưng mà nó bị mất lót rồi. Cho nên chỉ còn cái vỏ ngoài thôi. Em 58kg nha. Con này lọt lạch em luôn, tức là em bận là vừa xích rì luôn á.
Ai thích thì chốt giùm em. Con này giá 500 nghìn mà 66. Con này mới 93-96% hàng cấp phát đến Mỹ ạ. Tiếp một con satin nữa. Hình như là việc em làm, việc anh em làm. Con này là vai 45. Mà em cũng có lời khen cho anh em là từ lâu giờ em không có like trực tiếp, nhưng mà anh em vẫn giỏi, anh em vẫn viết vào xem á, là rất là giỏi. Quá đông mà. Dài áo là 73. Ở sau lưng này nó viết chữ nha anh em. Cái này là lính. Thông thường ta đi lính hay viết bậy bạ lắm, nhưng mà lính viết lên đây này, ở trên cái cổ anh em. Đều màu á. Cái cổ này là đẹp rồi. Cái này là 15 1/2 x 35. Còn tem đời này. Anh em xem like chịu khó cho em một like và bình luận đi anh em. Con này là chuẩn hàng cấp phát 57X, tức là đời 70 ấy. Xanh ô liu nhá. Satin thì vẫn cực mát này. Anh em nào vùng chào anh Lê Minh ạ. Anh nào ở cái vùng mà trời nóng thì nên gặp những con satin này. Con này là chưa có thấy quát lắm anh nha. Vẫn đều một màu luôn. Đời 7X nhưng em nhìn kỹ cái dòng chữ sau lưng giùm em này. Rất là đẹp rồi đó. Có cái là cái dòng chữ này thì em nói thiệt anh em nhé, có nhiều anh em cứ rất là kỹ mấy cái dòng chữ này nhé, nhưng mà riêng em lại hâm mộ những cái dòng chữ này. Nó khẳng định hàng chuẩn cấp phát. Với lại khi anh em bận trên đồ một con áo không có tem mặc gì hết, không ai biết nó là của ai, nhưng dòng chữ này đang nói lên là hàng của Mỹ, đúng không ạ? Nó là một vật kỷ niệm của một ông lính này rồi. Bạch Trường Vân. À vậy hả anh Vân, em chào anh nha. Con này là vai 45, dài áo là 73. Tại vì lâu giờ mình xem live gián tiếp cho nên là bữa nay trời phát trực tiếp khó mà phát hiện ra lắm. Anh chỉ nhìn vào trong cái đường link thấy đỏ đỏ mới biết thôi. Rồi con này 60-70kg, 93-96%. Được. Chốt cho em con này 1 triệu mã 65 satin hàng đời 7X nha. Hàng cấp phát của lính Mỹ ạ. Tiếp một con áo. Áo này là ngụy trang nhưng mà áo chui lá cây rừng anh em ơi. Cái này gọi là lá tre lá trúc. Lá tre lá trúc nhưng mà áo khoác một lớp thôi ạ. Cái này mà tuổi tin tin rất là hay bệnh này. Áo chui vào chạy nắng, chống nắng á. Có một lớp à. Con này là vai của nó 57. Vai 57 dài áo 73. Ở đây mưa to em nói em la vậy anh em có nghe rõ không ạ? Em thích nói nhỏ nhỏ thôi nhưng mà sợ nói nhỏ anh em không nghe. 300 nghìn mã 64. Khoan em chưa báo số ký. Khỏe chưa. Con này bề ngang là 65. 65 thì con này là 8-90kg rồi. Nhưng mà anh em bần nhỏ giùm em. Dài áo 72-1m7 nha. Nói là 8-90kg nhưng mà mình phải chui được. Còn con này thì nó không co giãn anh em. Anh em bần cho em được, được co giãn một chút. 80-85 cũng được. Còn mà bụng to thì anh em phải xuống số ký lại nha. Quần áo này thì đang mới 96%, 300 nghìn mã 64, báo cáo không phải hàng cấp phát nha anh em. Bởi vì mấy cái dòng này nhiều khi nó đúng là của cấp phát mà em của lính Mỹ mà em lại không đọc. Con này là của nước nào? Made in Pakistan. Pakistan này cũng ghê gớm lắm chứ bộ, dòng chữ in này là hàng hiệu rồi phải không anh em? Cũng là đỉnh lắm rồi đó. Tiếp một con áo combat của ASICU này. ASICU là hàng cấp phát của lính Mỹ mà toàn bộ này là bằng thun hết nha anh em. Size M. Rõ à anh Phúc? Ok, cảm ơn anh. Con này là M là 60-65 bình thoải mái. 7-80 là body. Bề ngang của nó là 53. Bề ngang là 53 và dài áo của nó là 78. Báo cáo con này cũng không có mới lắm nha. Nó tương đối được thôi. Đấy. Tương đối được 93%. Chốt giùm em con này là 300 nghìn mã 63.
300.000 mà số 3. Em like cũng nhiều rồi chứ hè. Like cũng nhiều bây giờ gần một tiếng đồng hồ nữa. Hay là em quất like một like ròng rặt như vậy, anh em xem rồi là ưng cái nào chốt luôn. Giờ tới tối là em không có like nào nữa nha. Nguyên ngày này là mình tương tác cho nó trực tiếp như vậy là đủ rồi ha anh em. Mình chọn giùm em like này tức là đại diện của ngày chủ nhật. Được anh em mình giao lưu ha anh em ha. Rồi con này là vai 42-43, dài 73. Ngày mai mà em lấy video của ngày hôm nay em đăng mà lỡ mà nói ngày 28 thì đừng có cười nhá. Cái đấy là video nguội. Rồi con này philot áo không quân chứ vải caro, cái này gọi là cọc trắng này anh em này. Alifort đều và đẹp 93, 95%, được 96 cũng được luôn. Không quân con này có hai cái tem, hai tem vai nữa là 4 cái tem, 200.000 tiền tem rồi đó. Con này 60-70 kg, chốt chùm em con này 300.000 mã 62. 300.000 mã 62. Mình đây quyết định vặt cho cái kênh của mình nó thoát khỏi bị bóp tương tác luôn. Rồi em lên một cái dây thắt lưng con này của Multicam á. Có thủy quân lục chiến nó cũng tương tương màu như vậy, và Multicam thì nó màu vàng vàng một chút, còn ACU màu trắng một chút thôi. Con này là 46 này, có dòng chữ con này là màu xanh rồi đấy. Con này là màu xanh rồi. Bản của nó 3,5 phân và dài là 112. 300.000 mã 70. Mới thì không lắm nhưng mà cũng không lắm nha anh em. Cái dòng chữ này nó mờ hơn con kia này. Chốt mã 62. Trúc Hoa. Mã 62 à, cái tình hình này là 62 anh Trúc Hoa ơi, anh mua bên em chưa? Nếu mà mua rồi anh nhắn vào địa chỉ cũ giùm em, lên cái mã giùm em nhá. Còn mà anh chưa mua thì giờ mới bình luận đây thì cho em địa chỉ trên màn hình luôn. Để chúc em còn liên lạc. Mã 70 anh em. Chưa bán kiểu này ngu mơ lắm. Anh chỉ lên cho em cái số điện thoại của anh trên màn hình cũng được. Rồi, tiếp một con hải quân của Mỹ chất vải cơ kia nha anh em. Con này là vai 50. Vai 50 dài 77. Em mới like đó. Dạ, em biết là mới like đó. Nhưng mà em bảo là anh là khách cũ của em hay là khách mới? Chủ nhật. Anh em rảnh à? Đúng rồi. Hôm nay rảnh cho nên em mới giao lưu đó. Anh Hoa, em tại vì cái đường link của thằng YouTube nó khác với lại đường link của ấy á, em không nhận ra anh được á. Anh nhắn giùm em cái số điện thoại đi. Vai 50 dài 78, tức là con này là 70, cao trên 1m74 nhá. Vai là 70-80 kg. Có tem này, 3 cái tem này. Đây 2 cái tem cổ nữa là 5 cái tem này. Chất vải cơ kỳ, hải quân của lính Mỹ, hải quân biển của lính Mỹ. Ê, đều. À, anh Trúc hả? Anh Trúc, anh nhắn vào Zalo giùm em phát. Ở trên này anh giới thiệu dễ chết lắm. Em không manh ra được luôn á. Rồi, ai vừa con này 70-80 kg chốt cho em con này ha. Em đếm lại tem này, 2, 4, 5 cái tem, 6 cái tem. 6 cái tem được 300.000 đúng không? 70-80 kg chốt cho em 300.000 mã 61. Con này là bán tem tặng áo luôn á. Bán tem tặng áo luôn á. Tiếp một quần sa mạc. Sa mạc 7 màu nha anh em. Sa mạc, quên, sa mạc 3 màu mới like mà nói tào lao rồi nè. Con này hàng cấp phát của lính Mỹ, bụng là 90. Bụng 90. Dài 100. Bữa nay anh em ở ngoài Bắc có nhiều vùng em thấy lụt bão, thấy nóng cả ruột luôn. Không biết anh em có anh em nào có chuyện gì không biết. Cứ lo cắm đầu bán hàng à. Ở trên cái quần này có lũng một lỗ nha anh em. Lũng một lỗ này.
Nói chung con này không lắm, nhưng không mới lắm, nhưng mà cũng tương đối được thôi. Có lủng lỗ rồi. Bên này cũng không có gì hết. 6 thứ hộp có bò mông, có đai đôn nha anh em. Quần này được 90-93%. Rồi, ai ưng con này chốt cho em 300.000 mã 60, bán giá quần sọc nha. 60. Tiếp một thịt nữa. Thịt nữa là em sẽ nghĩ. Tiếp một con sa mạc 7 màu này. Hồi nãy đọc 3 màu ra 7 màu là nó đây này. Con này có cái mang này nha em. Con này chất vải cực kỳ, hay gọi là sa mạc đá. Vai của nó là 49-50. 49-50 là 7-80kg rồi đó. Dài áo 80, cao trên 1m7 anh em. Hàng cấp phát của Linh Mỹ nha. Có nhiều anh khách mới bảo em không có nói nước nào. Bởi vì em chuyên về đồ Lính Mỹ, cho nên con nào mà nước lạc lạc vào là em mới nói. Còn thằng nào em like là toàn của Mỹ em không nói. Nhiều khi mình như đôi khi này, con áo này mới keng. Mới keng. Ai mà bữa giờ chốt chưa được con áo sa mạc 3 màu, à 7 màu thì tranh thủ chốt con này. Mới và đẹp tuyệt vời. Size của nó là medium regular. 7-80kg, cao 1m7 à. Mới 96% trở lên luôn. Sa mạc 7 màu. Chốt cho em con này 300.000 mà 80. 300.000 này. Tiếp một con áo compact ASU này. ASU size L. Size L là size large 80-90kg, nhưng mà đấy là lính thôi, đúng không anh em? Lính nó bệnh vậy thôi. Bởi vì họ có cái thân hình á, những cái múi của người ta khoe ra, cần khoe ra, còn mình thì nói đúng ra vơ đùa cả nắm không đúng. Có nhiều anh rất là đẹp, có cái thân hình rất là đẹp nên khoe ra, còn ai mà có thân hình không có đẹp đừng có khoe mà che bớt giùm em nhé. Thì ta lấy số ký là 70-75-80 cũng được. Là nó rộng như thế này nè. Như em rộng như vậy nè, nó che bớt, còn mà anh em mà khoe ra thì đấy, anh em nhìn thấy cái bụng của em chưa? Nó khoe ra như vậy đó. Thì coi được không thì ta chốt. Rồi, toàn bộ là thun hết nha anh em. Toàn bộ là thun hết nha. Hàng cấp phát. Con này bề ngang có 52 à. 52 mới bằng cái size M à. Dài áo là 80. L rõ ràng ràng này. Đẹp. Chốt chùm em con này 300.000 mã 95. Anh em cho phép em nghe chút nữa. Alo em nghe Dũng ơi. Dạ hả? Rồi rồi. Em cảm ơn anh, chúc em kiểm tra rồi em báo anh. Rồi xin chào anh. Tiếp tục nha anh em. Tiếp tục một cái quần M51 nha. Thông thường là áo màu sau lâm thì bao la, nhưng mà quần thì cực kỳ hiếm. Nhưng mà con này em thấy hơi ngộ một chút là không có thấy tem gì hết này. Nó bị nói tóm lại là nó không có dây kéo đồng. Nhưng mà căn cứ vào dây kéo đồng này thì không có chạy đi đâu được hết, phải không ạ? Đường rin của nó này. Dây kéo này là dây kéo gì? Dây kéo gì ta? Mắt em nhìn chỗ này cũng không có rõ nữa. Đây ở trong này anh em này. Anh em đọc được không? Đọc giùm em cái. Em nhìn chỗ này nó nhòa nhòa quá à. Đây ạ. Cô ma hả? Cô ma hay là... Nói chung là dây này, dây kéo này là hàng thương hiệu của cấp phát Lấy Mỹ nha. Thân dây kéo đồng màu xanh lim. Mà thông thường em thấy cái thằng M51 này này, nó xanh mà nó xanh xanh đen, rồi xanh đậm hơn cái thằng áo M65. Bụng có 78 à. Bụng 78. Cái bụng này là bụng chuẩn đấy nha. Bụng hiếm đấy nha. Dài quần là 98, bung ra cũng có thể được 100. À vì khi mình gấp này này, khi mình gấp như vậy thì nó bị cong khúc dưới. Rồi xanh đều đẹp nha em. Xanh đều đẹp. Em chỉ có một cái là em dám
dám nhận con này là hàng cấp phát, hàng cấp phát của nước Mỹ thôi, em dám nhận luôn á. Con này nó có vết in nút một chút mà bên này không có, à bên này không có nhưng mà bên này có. Đâu rồi, đây có một chút. Ai ưng con này thì chốt giùm em 3.82 triệu. Nếu như con này mà nó hoàn hảo, hoàn chỉnh lại một chút như mình mong muốn thì con này em bán tới 4 triệu mấy, không có cái giá này đâu ạ. Tiếp một cái quần này là của hãng Pupper, hãng cái Pupper anh em, quần này 6 cái hộp, chất vải nó dày như M65 anh em ơi, dày như M65 à. Bụng của nó là 100, anh em có thể đôn về là 95 được. Dài quần 108. Cái chất vải của nó anh em dồn, cái gân thử ngang này rất là dày nha. Cái vải á, rất là dày, rất là dày. Nói về lì á, thì nó có cái, nó dạng như tuyết, nó lì vậy thôi, chứ có nó không xù. Ra nữa. Rồi, hai bên đều đẹp. Hai bên đều đẹp. Con này đặc biệt nó lại màu nâu nâu này nhiều. Nói chung là đều 93. Ồ, cho là mẹ ơi. Nó rách cha rồi. Nó rách rồi. Rách rồi, rách rồi. Con thì đều đẹp mà nó rách rồi. 100 à. Bây giờ em sẽ bớt lại con này đi thôi. Em bán cái này lên 600 nghìn đó. Bây giờ em sẽ bán con này là 300 nghìn. Mã 83. À, ở trên line này có khách nào, khách mới mà chưa biết sao không ta? Cái này là 300 nghìn, tức là cái quần này là 300 nghìn. Còn 83 này là cái mã của nó. Mã con này giống như em là tên, em là em, nhưng mà em có một cái tên để anh em gọi là Trâm, đúng không? Cái quần này có cái tên của nó là 83. Vậy đó, nó dễ phân biệt hơn. Cho nên anh em mà khách mới á, giờ muốn mua con đó thì phải gọi em bảo là anh chốt mã 83. Anh mua con mã 83 là em biết nha. Cái một con áo Philip của không quân màu đen này. Con này to, to dài. Vai của nó là 55 ạ. Dài áo là 73. Hôm nay nói hơi to và đau cổ. Con này màu đen nha. Con này là size 46 lon, chiều dài hơi bị đỉnh luôn á. Anh nào mà muốn áo này dài là phải tìm con nào có chiều dài. Em chào anh Nhâm Đồng. Anh bảy võ chốt mã 83 hả? Ok, em cảm ơn anh Bảy Võ nha. Anh cho em số điện thoại đi anh. Hồi nãy giờ em thấy 2-3 người xin số điện thoại không cho đó. Không biết khách quen có nhắn vào trong số điện thoại cho em hay không rồi chốt cho vui đấy nữa. 83. Anh Bảy Võ nha. Nói chung là cứ biết vậy thôi thầy. Rồi, con này màu đen chất vải kaki Philip của không quân, hàng cấp phát của lính Mỹ. Ai to và cao thì chốt con này giùm em. Rồi, con này là 80, nói giờ cao to chứ con này có to lắm đâu. Con này chỉ được 80-85 hết đát à. Nhưng mà cao. Mới 96% dòng này anh em vẫn đi đâu cũng được hết nha. Đi đâu cũng tự tin. Nếu anh em cảm thấy bận đồ lính không có tự tin thì quất con màu như vậy thôi. 400.000 mã 48. Và là tuổi nào cũng bận được hết. Nó là form như kiểu bông bơ hay là Philip anh em. Này cái cặp lưng em dơ lên lòi mà chỉ mất. Nhưng mà nó bận là cao như thế này này. Anh em mà không tự tin thì tụt xuống thế này này. À, ô la em nghe mày. Dạ con, anh cũng coi được trực tiếp hả? À, 80 rồi, ok anh.
Em cảm ơn anh nhé. 80 em chốt cho anh Mai ạ. Tiếp, con này chốt cho em là giá bao nhiêu ạ? Con này bót này, đang còn mới lắm. Mã 86 400 nghìn. 86 400 nghìn. Tiếp một con này chất vải caro. Vải caro túi chéo này, túi chéo nha. Nói về túi chéo là nó đã đẳng cấp lắm rồi phải không ạ? Bạch ngọc viên. Có gì mỹ cũ không em? Dạ không ạ. Bữa nay em lên quần áo không anh ơi? Con này là vai 52, dài áo là 79. Đây, nhưng mà con này đặc biệt nó có hai túi trên thôi anh em này. À, cái túi này em thấy có hai túi trên. Coi tem này là tem trắng hả? Tem trắng này. Size medium regular. Ê, con này là China gia công rồi nha. Ê, thấy chưa? Con này China gia công nhưng mà 100 cô tông này. China gia công cho Mỹ nhưng mà 100 cô tông nha bà con. Con này cái form của con Bắc. Hai cái túi ở đây nó dán, dán mấy cái bằng á, mấy cái bằng cấp anh em. Sau này nữa này. Con này đỉnh chứ, 100 cô tông. Vai 53 là hơi bự thôi. Vai 53 là phải 89 kg luôn. Đấy, nhưng mà cái này đóng thùng rất là tiện. Đóng thùng á, khi mình đóng thùng là dưới này nó mắc hai cái túi, đúng không? Thì đóng thùng rất là tiện. Ở đây anh em thích chơi những cái dạng tem gì dán lên nổi rất là đẹp. Rồi, áo này phần trăm thì lúc vẫn chưa có ỉm. Nhưng mà được 100 cô tông là đỉnh lắm rồi nha. Con này thì được tầm 93-95%. Chốt cho em 1.4 mã 85. Tôi chéo nha anh em. Cộp, tôi chéo. Tiếp một con áo con Bắc này. Con Bắc là hai bên này bằng vải, giữa này bằng thun, hai màu khác nhau anh em ạ. Hai màu khác nhau nha. Ở đây là dây kéo cổ mà không có tem. Con này là của bánh tỉa muối keng. Chưa biết nước nào hết. Nó là tương đương size S. Size S là thun này, thun này. Con này bề ngang là 47, 47 là size S đúng rồi. 50, 51, 52, 53 là size M. Chiều dài của nó là 67, muối keng nha. Muối keng. Ai thích con này chốt cho mấy em này. 600.000 mã 84, không phải cấp phát nha. Không phải hàng cấp phát của lính Mỹ nha anh em. Đấy. Em cứ sợ anh em ở trong giòm không có nhìn thấy được. Tiếp con này kaki tem vàng này. Cái thằng kaki tem vàng này là hàng cấp phát của lính Mỹ nhưng mà nó là 4 túi. Ai mà thích bởi những phong cách hiền thục, tức là không bụi bặm, không ngầu, đơn giản như là bác sĩ hoặc là mấy cái nói chung là hiền thục một chút, làm như bác sĩ mà chơi ốc ác bụi bụi là bệnh nhân nó sợ, nhìn nó sợ, thì mình chơi hiền hiền một chút. Đấy, thì như dạng quần 4 túi này nhé. Cái này là bụng 80, chất vải kaki, dài quần 108, màu xanh ô liu, nhưng mà báo cáo thì mới thì không lắm nữa đâu. Nó được tầm 90-93%. Ở đây nó bị dơ một chút ở dưới lai nhé. Ở sông mông này thì ê, đều chứ. Đều chứ. Đều đúng không? Phần trăm tuy là đấy nó xuống đều. Chốt cho em 600.000 mã 87. Con này mà đang còn mới đẹp một chút em bán 900.000. Nhưng mà con này không có quá. Cái màu nó xuống rất là đều. Có cảm giác như cái quần là màu, tông của nó là như vậy. Mã 87 anh em. Tiếp con 6 túi hộp. 6 túi hộp. Con này màu xám. Xám chứ không phải là màu ô liu. 6 túi hộp có đai đơn, bụng là 96. 96 anh em, tới giờ đi nghỉ trưa chưa? 8 giờ rưỡi, 9 giờ rưỡi nè. Dài quần là 106. Trên này dưới đều và đẹp, đẹp không em? 8 túi hộp á. Đó, anh em nào thích bụi bặm, thích bẩn cho nó ngầu ốc áp,
nam đàn ông thì lúc nào là tính cách của đàn ông cũng là phải bụi, phải ngầu đúng không em? Thì mình thích ngầu là mình bận hàng 8 túi này này. Đây có dây kéo. Và dòng này cũng China gia công luôn nha. Đấy, em không có phích đâu. Con này là size medium mà. Tem nó hơi sột soạt một chút rồi, không có được mới cho lắm nữa. Con này là bụng medium nó vẫn chưa được 98 đâu, mới 96 à. 96 à. Em đo lại cái chiều dài phát nha, con này là 8 túi chứ phải 6 túi, dài quần 106. Anh chốt mã 87. Đồng hồ. Anh nhân đồng hồ chốt mã 87 em chốt cho anh, nhưng anh cho em xin cái số điện thoại nha. Với lại mới mua lần đầu là em xin cọc 50.000, anh có đồng ý không? Nếu đồng ý thì cho em số điện thoại, chốt cho em mã 88 600.000 nha anh em. Hàng này báo cáo là cũng hiếm, hiếm muộn lắm nha. Hiếm lắm nha. Anh nhân anh em chịu khó chờ em chút nha. Rồi tiếp tục em lên một cái quần rằn ri vải caro, hàng cấp phát của Lính Mỹ, 6 thứ hộp có bảo mông, có bảo mông nha em, hàng cấp phát đàng hoàng nha. Cái bụng của nó là 90, anh em có thể đôn về là 85 được. Quần mới và đẹp luôn. Con này là dài quần 106, anh em đôn về 100 được nha. Mũi keng à, con này phải nói là mũi keng này, anh em dòm này, cái đường chỉ của nó còn cái bóng, bóng của cái sợi chỉ á, sợi lụa nó còn bóng nha. Thông thường mà mấy cái sợi này này, mấy cái đường chỉ này mà nó bẩn rồi mà nó giặt á thì nó sẽ bị nhuộm đất mất cái chất bóng nó luôn. Mà con này vẫn còn bóng, nhưng mà nói chút coi với thử đây này, mấy cái đường chỉ anh em nhìn thấy, thấy không? Quá trời là đẹp luôn, xuất sắc, đẹp như gái 18 luôn rồi đấy, hoàn hảo luôn. Nhưng mà nói gì nói ở đây có hàn nút à, cái này là lớp hồ á, lớp hồ nó in qua chứ phải là in nút đâu nhá. Rồi ai vừa con này size đẹp, quần đẹp, đồ mới cao, chốt cho em 600.000 mã 81. 600.000 mã 81. Tiếp một con ghi lê nữa. Em chỉ còn đâu 9 giờ, 10 giờ là em nghỉ rồi. Bữa nay tấp leo hơi bị nhiều á. Em lên một con ghi lê. Cái này gọi là áo ký giả. Áo này không phải là của Linh Mỹ nha. Con này không biết nước nào đâu, nhưng mà mình cho là vào thời trang đi. Ai thích nhà báo, nhà bóng thì là gặp con này. Phong cách trẻ trung nha. Chiều dài của nó là 51. Và bên này thì anh em có thể đôn ra giùm em này, cái đường bên này đôn ra cho nó rộng nha. Em bận hơi thấy nó hơi hơi ôm rồi đó. Nói gì nói, đôn ra đôn vào giùm em á. Chào 40 anh em, vậy là chất lắm rồi. Anh em sao nha, đối với em mà thấy lâu lâu thình lình bật lại lên phát mà được 40 anh em, 42 này theo dõi là anh em chết lắm rồi đó. Khoa con này nó hơi bị cái dây này nó, anh em mở xuống đi, mở xuống cho nó dài á, nó nới chỗ này này. Rồi con này 60 đến 70 kg. Bên này mở ra hơi to, bên này thì hơi hẹp. 60 đến 70 kg là được, dây kéo bằng nhựa. Ở đây là bằng rần ri, mấy cái túi này anh em tha hồ bỏ nha. Bỏ cái gì thì bỏ. Con này hơi nhiều túi luôn. Áo này là bẩn áo khỉ chứ không có phải là bẩn dài đâu. Chốt cho em con này 600.000 mà 94. Mới. Nhưng mà không phải hàng của lính Mỹ đâu. Nó chỉ là dạng thời trang của lính thôi. Tiếp một con satin của lính Mỹ này. Con này là vai 42 ạ. Vai 42 dài 72. Satin nha, có vết gập đây này. Có vết gập. Con này là 13 1/2 nhân 32. Ta coi cái đời phát coi nào.
Đời của nó là đời 6X4840. Nè. Anh em thường thấy cái thằng M65 vậy. Nó là đời 6566, nó không bao giờ nó ghi là nó năm 6566, nó ghi mã như vậy này. Anh nào giỏi thì đọc ra đời, và không 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 giỏi thì chịu thua rồi. Rồi xanh đều đẹp nhưng em chỗ này nó có hai vệt dơ này. Hai vệt dơ. Rồi bên này đều và đẹp nha em. Bên này đều đẹp. Ở đây hình như có một chút nữa. Đâu phải đâu. Đúng rồi. Ở đây có một chấm dơ nhẹ nhẹ này. Nhiều khi như đôi khi nhìn giống giống ảo ảo. Rồi con này bé quá. Em 58 kg mà không có cài đường chân vẫn còn rin nha. Con này là 50-55 kg. 50-55 kg. Ai ưng con này chốt giùm em. 500.000 mà 89. Satin Hoàng Cấp Phát của lính Mỹ á. Đời số ít. Giá con 500.000. Không có lủng rách gì hết. Ở mấy cái vết này báo cáo anh em là nó gỡ cái tem á. Nó gỡ cái tem rồi còn để cái vết lại này. Anh em mà để vậy bận thời gian nó cũng mất. Nhưng mà anh em thích thì may lên đây một cái tem. Mình che lại nhá. Che đậy lại. Không có để vậy cũng được. Quan trọng gì đâu. Nói không lủng rách cho mấy cái đường này có rồi đó. Cái đường may này giờ nhìn kỹ lại nó lủng rồi nè. Nó may trần nó giật giật lên này. Đây lủng rồi nha. Lủng rồi anh em ơi. Em tào lao kêu không lủng rách mà nó lủng rồi. Bên này không có. Lủng rồi nha. Chốt cho em con này giá là 500.000 mà 89. Còn hai ba cái nữa là hết like rồi. Tiếp một con M51 này anh em. Con này là dây kéo nhôm mà sau đầu rồi đầu đồng ta. Có ai thầy giải thích được cái này không ta? Dây kéo đồng mà dây kéo nhôm, đầu đồng đồng dây nhôm. Con này là ba cái tem. Ba tem. Cổ này đều và đẹp ha, mất tem sai bây giờ đo này. Vai của nó là 50 51 small. Dài áo là 78 small regular. Cao 1m6, 1m7, cao 1m7 trở lên. 60 đến 70 kg. Con này nói chung là không có mới lắm rồi đâu bà con ơi. Nó bị lủng hay là cái gì mà nó may màng cái này lên này. Nó màng cái vết này lên này. Mà muốn mở coi cũng chịu thua rồi. Chỉ coi ở đây thôi. Thì ra là như thế này á. Ông này có một cái vết dơ. Ông có một cái vết dơ này này. Cái cuối cùng ông không biết làm sao ông may lên đây một cái tem để ông che cái vết dơ. Được á, chơi về thông minh á. Thông minh á thầy. Đúng không em? Quá thông minh ấy chứ. Rồi, chỗ này cũng có một chấm dơ. Con này nó xuống màu lắm rồi nha. Còn cái đầu dây khóa thì ok nè. Đầu dây khóa. Đầu dây khóa đang còn xài được chứ không phải ok đâu. Rồi, bên này đều vải rất là lì nha anh em. Vải thì rất là lì. Ra đằng sau này cũng luôn. Bên này cũng được. Nhưng mà phần trăm con này thì không có lắm nữa đâu. Cái cổ tay này nó có dính một chút dơ này. Dơ nhẹ. Cái chất liệu vải này thì ngon quá trời luôn. Khóa của thằng M51 à, khóa đang nằm của thằng M51. Nó là M51 mà 60 đến 70 kg và cao 1m7 trở lên. Ai vừa sưu tầm một con M51 thì chốt cho em này. Ở đây người ta rút sẵn á. Mình để vậy cho nó đẹp ha. Em thử kéo đi kéo coi nó có ngon lành không à. Nhiều khi rồi vẫn còn mướt. Ai ưng con này chốt cho em này. Bao nhiêu mà 800.000 mã 90. 800.000 mã 90. Hai cái áo con bắc. Em lên một con áo con bắc multicam ha. Anh em bận áo con bắc này á là bận cho em cái quần thôi. Bận với cái quần multicam à, size M mà mình thay đổi khi mình bận nguyên bộ bộ binh mà bốn túi á thì nó hơi cứng ngắc một chút. Anh em thích trẻ thì anh em bận áo con bắc với quần con bắc.
quần multicam. Còn mà em thích trẻ hơn nữa thì bẩn quần multicam với cái áo một màu ha. Con này size M 60 65 bẩn thoải mái 7 80 là body. Bề ngang là 53. Bề ngang 53. Chiều dài là 78. Chiều dài 78 anh em. Thực ra là con này mới lắm nhưng nó bị lủng. Nó bị lủng một phát đây ngay cái cần cổ này. Anh em dòm thấy không? Đấy. Cái cổ người ta đẹp trai vậy thì dưng làm một phát đây. Anh em nào có phép thuật nào thì xử lý giùm mới nhé. Chứ thực ra là nó đẹp lắm ấy. Mới là mới lắm nha. Mới lắm. 400 ngàn mà 91. Tiếp một cái cuối cùng nữa là headline này này. Con này là dây kéo cổ. Con này chất hơn nữa đó. Con này chất hơn nữa này. Con này dây kéo cổ nha em. Em đo về ngang phát đã. Con này chả có cái tem sai ở đâu hết ấy. Giống cái hãng Chusabek. Bề ngang là 61. To. 61 rất là to. Dài áo là 77. Ở giữa là thun nha anh em. Còn hai bên ống tay là bằng vải nha. Con này tương đương size XL. Size XL 61 thì L chứ mấy hàng. L thôi. 80 đến 90 kg. 80 đến size bề ngang 80 là XL rồi. Thôi 80 đến 90 kg là bần bần đấy anh em ơi. Còn bần rộng thì 75 80 nhá. Con này hơi hơi bị lúng túng một chút. Rồi, con này giờ không có tem, không có tem không biết như thế nào mà lần hết. Nhưng mà nhìn con áo này nó chất liệu và toàn bộ nó nằm của thương mỹ hết 90 99%. Không có tem để căn cứ mà nói với anh em thôi.